thảo dược hay còn gọi là thuốc tình dược hồi xuân thì dùng cho đầu tiên, phải nói luôn là đầu tiên khi được nghiên cứu, các ngự y nội cung thời nhà Đường nghiên cứu ra là để cho Võ Tắc Thiên uống để cho là một là gì, sắc xuân nó hồi phục, hai nữa là điệt nước nó có đầy đủ, được chưa? Và sau đó có một cái vị quan dưới thời Võ Tắc Thiên, nó là Lã Thú, hơn 70 tuổi rồi không có con trai. Ngày xưa một vị quan thập tầm như thế 70 tuổi là rất già rồi, vì là ngày xưa y thuật nó phát triển nó không được tốt, tuổi thọ nó không được tốt như bây giờ đấy. Và người già như vậy rồi mà rất là nhiều thê thiếp và không có con trai thì Võ Tắc Thiên hỏi kỹ ra thì mới biết là ông này không có con trai, cho vài lọ thuốc về uống thì máy móc lại ngon, hoạt động được, 3 năm đẻ hai con trai. Câu chuyện về tình dược hồi xuân, câu chuyện về Võ Tắc Thiên các anh chị có thể gõ trên mạng để hiểu được cái bài thuốc đó. Thế và khi mà cụ ấy uống, cụ ấy thấy ngon lành cành đào rồi thì còn thừa, thì cụ thấy rằng là nó mạnh rồi thì cụ ấy vứt ra ngoài vườn, thì con gà trống nó ăn được thì nó nhảy lên, con gà mái 3 ngày không xuống. Nghe như vậy thì làm sao mức độ như vậy, nhưng mà nghĩ là nó rất khỏe để nó nhảy cái con gà mái rất là nhiều lần như vậy, và nó cắn dẫn con gà đó là trụ hết lông của con gà mái. Thế thì người ta đặt tên là Thốc Kê Hoàn hoặc là Tình Dược Hồi Xuân Hoàn của Võ Tắc Thiên. Và đây là cái bài thuốc mà năm 2001 lúc đấy là mình công tác ở bên Lào, thì mình được một thầy Tàu nhé, một thầy người Tàu nhưng sống ở bên Lào ở Savannakhet, cụ hướng dẫn cách bào chế. Và về đến Việt Nam thì cũng phải đến 9-10 năm sau mình mới nghĩa bào chế như cái cách để làm để gia giảm, thì khoảng 9 năm sau thì mới xong được bài thuốc này. Và đó là những cái bài thuốc gọi là hồi dương cứu nghịch, hỗ trợ rất là tốt, điều trị được cho cả nam và nữ nhé, âm dương lưỡng hư, điều trị được cho cả nam và nữ, và đặc biệt là đi gọi là thận bị hư, và đặc biệt là gì, đi tiểu đêm ở người già, nhớ nhá. Và nó là dòng thuốc cực kỳ tốt để hỗ trợ điều trị xuất tinh xuất tờ sớm nhé. Xin chào.